Thưa khán giả, chiều nay ngày 16 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm của ngành giao thông vận tải. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành và địa phương có liên quan. Cuộc họp đã nghe báo cáo tình hình triển khai các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm của ngành giao thông vận tải, trong đó gồm có 16 dự án đường bộ, 2 dự án đường sắt và 2 dự án cảng hàng không. Liên quan đến tỉnh Sóc Trăng có dự án thành phần 4 của dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1. Theo đó, tổng chiều dài tuyến khoảng 58,4 km, trong đó chiều dài qua địa bàn tỉnh Hậu Giang khoảng 0,5 km. Sơ bộ, tổng mức đầu tư dự án thành phần 4 khoảng hơn 11.000 tỷ đồng. Tỉnh Sóc Trăng cam kết bố trí 1.000 tỷ đồng để thực hiện một số công việc. Các bước triển khai đến nay cơ bản đảm bảo theo các mốc thời gian yêu cầu của chính phủ, đã hoàn thành công tác khảo sát địa hình, thủy văn, khoang địa chất, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, thực hiện công tác khảo sát mỏ vật liệu. Đồng thời đã phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đoạn 1, đoạn 2 và đến nay đã tổ chức cắm được khoảng 43 km cọc giải phóng mặt bằng. Cuộc họp đã nghe các bộ ngành và địa phương báo cáo những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong quá trình triển khai các dự án, qua đó làm cơ sở để Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời, từ đó tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ, sớm triển khai hiệu quả các dự án trong thời gian tới. Chiều nay ngày 16 tháng 11, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Tú về công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Theo đó, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đoạn qua huyện Mỹ Tú dài trên 24 km đi qua các xã Long Hưng, Mỹ Tú, Thuận Hưng, Phú Mỹ và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa. Về công tác giải phóng mặt bằng, đã ban hành văn bản đến xã ấp và thông tin rộng rãi để người dân hiểu và chấp hành. Đến ngày 13 tháng 11, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn bàn giao cọc, mốc giải phóng mặt bằng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, tổ giải phóng mặt bằng huyện, xã ấp trên 22 km. Còn lại hai vị trí nút giao và đường dẫn chưa bàn giao cọc, mốc giải phóng mặt bằng, huyện đã phối hợp với đơn vị tư vấn quy hoạch thực hiện 4 khu tái định cư với diện tích 4 hecta tại ấp Tân Thành xã Long Hưng, ấp Trà Coi A xã Mỹ Hương, ấp Tà Ân A2 xã Thuận Hưng, ấp Phú Tức xã Phú Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Nam đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp thống nhất việc thực hiện đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu, đo đạt kiểm đếm hiệu quả, giao cho huyện xem xét giải quyết việc các hộ dân xin phép sản xuất thêm một vụ lúa đông xuân, trong đó giải pháp thực hiện không ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân, đồng thời đảm bảo công tác bàn giao giải phóng mặt bằng đúng tiến độ dự án. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, chiều ngày 15 tháng 11, ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc trên địa bàn huyện Châu Thành. Cùng đi xem xét thực tế và làm việc với đoàn của lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, vấn đề cử tri bức xúc phản ánh về địa phương cũng như ngành chức năng tập trung thực hiện vừa qua trên địa bàn huyện Châu Thành là tình trạng ô nhiễm môi trường tại các tuyến kênh phục vụ sinh hoạt sản xuất và trang trại chăn nuôi, đặc biệt là bãi rác tập trung ở ấp Trà Quýt B xã Thuận Hòa, mà theo đánh giá bước đầu của đoàn giám sát là tình hình ô nhiễm hiện nay còn đáng lo ngại hơn lần khảo sát giám sát trước. Tại những nơi đến, sau khi xem xét thực tế, đoàn đã có những trao đổi tại chỗ với lãnh đạo địa phương, ngành chức năng, đơn vị quản lý về việc xử lý kiến nghị của cử tri trong thời gian qua, những hạn chế vướng mắc còn tồn tại và bàn giải pháp thực hiện tiếp theo. Cũng tại Châu Thành, đoàn giám sát còn đến xem hoạt động của trạm cấp nước tập trung, chất lượng nguồn nước cung cấp cho người dân sử dụng. Sáng nay, bà Tô Ái Vang, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Long, thị xã Ngã Năm. Cùng dự có ông Trần Văn Diệt, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư thị ủy Ngã Năm và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, bà Tô Ái Vang, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 6 luật, 13 nghị quyết, xem xét cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như công tác xây dựng pháp luật, triển khai thi hành hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng ngừa phát hiện và xử lý tham nhũng, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp đó, bà con cử tri cũng có nhiều ý kiến xoay quanh bức xúc về cầu giao thông nông thôn, mua thuốc ngoài danh mục khi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, khó khăn trong thanh toán bảo hiểm tai nạn mô tô xe máy, tình trạng giá vật tư nông nghiệp tăng cao nhưng giá nông sản không tăng, trên thị trường vẫn còn vật tư nông nghiệp giả kém chất lượng, đề nghị nâng cấp tuyến quốc lộ 61B từ thị xã Ngã Năm đến huyện thành trị.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở ngành và địa phương đã giải trình làm rõ nhiều ý kiến kiến nghị của bà con cử tri, đồng thời ghi nhận một số nội dung ngoài thẩm quyền để đề xuất chính phủ và các bộ ngành có giải pháp trong thời gian tới. Buổi chiều, bà Tô Ái Vang, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Nguyễn Văn Khởi, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc bà con cử tri xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, bà Tô Ái Vang, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Ông Nguyễn Văn Khởi, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động của thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thông tin một số nét lớn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong những tháng qua và chương trình công tác chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bà con cử tri kiến nghị các bộ ngành chức năng quan tâm đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, vì đôi khi bị gián đoạn, giá vật tư nông nghiệp phân bón tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đề nghị nâng cấp lộ giao thông nông thôn, lắp đèn thắp sáng để bà con đi lại thuận tiện hơn, vẫn còn một số hộ dân thiếu nước sạch để sử dụng. Lãnh đạo các sở ngành chức năng và địa phương đã giải trình làm rõ các nội dung mà bà con cử tri đặt ra. Ngày 16 tháng 11, ông Ngô Hùng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu đã đi khảo sát thực tế những vấn đề cử tri bức xúc trên địa bàn phường Vĩnh Phước. Trước đó, qua tiếp xúc cử tri tại phường, bà con cử tri phường Vĩnh Phước đã có kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân về nạo vét, việc vận hành các cống ngăn mặn để thoát nước chống ngập cục bộ khi mưa bão triều cường dâng cao, kiến nghị khơi thông các kênh thủy lợi 700 và 300 dị để phục vụ việc làm muối và nuôi thủy sản. Tại buổi khảo sát, ông Ngô Hùng đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp cùng với chính quyền địa phương có kế hoạch thực hiện việc nạo vét, vận hành tốt các cống để thoát nước chống ngập cục bộ khi mưa bão triều cường, qua đó đảm bảo việc sản xuất và sinh hoạt của bà con.